Đạo đời là con đường tuyệt vời giúp con người hướng tới chân thiền nhận. Những giá trị ưu việt mà con người của chúng ta nên nhìn nhận và đi theo để trở về với con đường của Đạo Phật hết sức tuyệt vời, bình an và hạnh phúc, chân lý sáng người, có được phẩm hạnh cao đẹp ngất trời với trăm trăm chí sáng, hoài bão lớn và đức độ muôn nơi. Con đường Đạo Phật là con đường cầu chúc cho thế giới của chúng ta muôn vàn niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng, an ninh, phát triển, hội nhập, sáng tạo và cùng chung sức chung lòng giải quyết những vấn đề căn nguyên của thời đại, của thế giới, của nhân loại hiện nay là chiến tranh, nghèo đói, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những tai ương, những mâu thuẫn về những cuộc chiến tranh kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực khác. Con đường Đạo Phật là con đường giúp chúng ta tìm ra căn nguyên của sự sai trái, đó là tham sân si không có giới hạn và lãng phí các nguồn lực một cách vội vã vì căn bản thần tích. Và đạo đời cũng là con đường giúp chúng ta tìm đến những chân lý sáng ngời về lòng từ bi, hỷ xả, ý chí, nghị lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội lực hết sức to lớn. Đạo Phật cũng chính là con đường giúp chúng ta kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tình yêu nước, tinh thần bác ái, sự tiến bộ và phát triển của loài người để chúng ta hướng về tương lai với những điều đẹp đẽ nhất. Đạo Phật cũng rèn luyện cho con người tìm thấy được ấn quang, luôn luôn tự tin, lạc quan, yêu đời và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước và với thế giới này. Đạo Phật cũng là nơi dạy cho chúng ta cuộc sống hài hòa giữa con người với vạn vật xung quanh. Đạo và đời, bước chân sáng ngời đi tới hạnh phúc, ấm no, tự do và bác ái. Nghe lời Phật dạy, ta sống cho ta trọn kiếp người, tâm hồn an lạc mãi vui tươi. Thế gian tạm bợ ta chẳng luyến, dâng lời hèn sang ta chẳng màng. Dù ta phú quý hay cơ hàn, nhiều tiền lắm bạc ở thế gian, cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm sống an nhàn thoáng lạc qua. A Di Đà Phật. Cái khôn là hạnh phúc, cái điên là an lạc. Đời người thiết cạn lời, thiết pháp vô duyên thì cùng mãi hư vô. Vậy nên ta sống cho ta trọn kiếp người, tâm hồn an lạc mãi vui tươi. Thế gian tạm bợ ta chẳng luyến, dân lợi hèn sang ta chẳng màng. Dù ta phú quý hay cơ hàn, nhiều tiền lắm bạc ở thế gian, cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm sống an nhàn thoáng lạc qua. Nghe lời Phật dạy, thơ pháp hay. Cuộc đời này ta sống cho ta, một kiếp người này ta phải vui vẻ, hạnh phúc và tự sống cho bản thân mình, có trách nhiệm với chính mình, thỏa mãn những nhu cầu, những ước muốn của bản thân, nỗ lực khám phá về thế giới quan này và khám phá bản thân của chúng ta. Và tâm hồn của chúng ta trong cuộc sống hiện tại phải luôn luôn an lạc và vui tươi. Hãy nhìn tích cực về phía trước, mọi vấn đề đều có thể giải quyết, mọi vấn đề đều có thể hóa giải, chuyển hóa căn nguyên. Thua có thể là thắng, thắng có thể là thua, nhận nhìn có thể qua mọi tai ương và gặp may mắn. Bởi vì
Thế gian này rất tạm bợ, cuộc đời vô thường vô ngã và vô hư. Vậy nên ta chẳng luyến mà làm gì, bởi vì kiếp người này muốn gì thì ta hãy vui vẻ và bằng lòng với cuộc sống. Đừng luyến tiếc một kiếp người, hãy sống một kiếp người thật tử tế và bằng lòng với chính mình. Sự nụ cười của ánh quang, đó là lúc chúng ta nhìn thấy bản thân mình vui vẻ với cuộc sống. Dân lời hèn sang, ta chẳng màng mà làm chi. Hết quan thì hoàn sân, con người đâu ai dân lợi của suốt cuộc đời đâu. Phú quý hay cơ hàn, đấy là duyên số và cái cách nhìn của mỗi con người chúng ta. Ai sinh ra đều như nhau, sống một kiếp người và chết đi hòa vào với cát bụi. Nên chẳng ai phú quý mà cũng ai cơ hàn, chẳng ai nghèo cũng chẳng ai giàu cả. Nhiều tiền lắm bạc ở thế gian để làm gì? Nó sẽ mang lại những phiền phức vô cùng to lớn. Vì vậy cuộc đời cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm hãy sống an nhàn để thoáng loạt qua kiếp này. A-di-đà-phật. Kiếp lệ nhân sinh, ta sống cho ta chọn kiếp người, tâm hồn an lạc mãi vui tươi. Thế gian tạm bợ ta chẳng luyến, dân lợi hèn sang ta chẳng mày. Dù ta phú quý hay cơ hàn, nhiều tiền lắm bạc ở thế gian, cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm sống an nhàn thoáng loạt qua. Kiếp lệ nhân sinh, ta sống cho ta chọn kiếp người, tâm hồn an lạc mãi vui tươi. Thế gian tạm bợ ta chẳng luyến, dân lời hèn sang ta chẳng màng. Dù ta phú quý hay cơ hàn, nhiều tiền lắm bạc ở thế gian, cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm sống an nhàn thoáng lạc qua. Kiếp độ, kiếp lệ nhân sinh, ta sống cho ta chọn kiếp người, tâm hồn an lạc mãi vui tươi. Thế gian tạm bợ ta chẳng luyến, dân lời hèn sang ta chẳng màng. Dù ta phú quý hay cơ hàn, nhiều tiền lắm bạc ở thế gian, cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm sống an nhàn thoáng lạc qua. Kiếp lệ nhân sinh, ta sống cho ta chọn kiếp người, tâm hồn an lạc mãi vui tươi. Thế gian tạm bợ ta chẳng luyến, dân lời hèn sang ta chẳng màng. Dù ta phú quý hay cơ hàn, nhiều tiền lắm bạc ở thế gian, cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm sống an nhàn thoáng lạc qua. Kính chào quý vị hữu duyên trong nước và quốc tế đã đến với bài thơ Kiếp lệ nhân sinh. Bài thơ nói về đạo đời của con người chúng ta đang sống trên trần gian. Và chúng ta hãy thức tỉnh, hãy suy nghĩ và hãy nhìn vào những văn thơ mà Ngũ Hành Âm Sư đã giáo huấn cho chúng ta. Những văn thơ mang tính giáo hóa chúng sinh, hoằng pháp thất ngôn, hết sức tuyệt vời. Ta sống cho ta chọn kiếp người, tâm hồn an lạc mãi vui tươi. Thế gian tạm bợ ta chẳng luyến, dân lời hèn sang ta chẳng màng. Dù ta phú quý hay cơ hàn, nhiều tiền lắm bạc ở thế gian, cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm sống an nhàn thoáng lạc qua. Vâng, cuộc đời chúng ta chỉ sinh ra và được sống một lần. Vậy nên ta sống cho ta chọn kiếp đời người này một cách tử tế, tâm hồn an lạc mãi vui tươi. Chúng ta luôn luôn vui tươi và an lạc để cho tâm hồn chúng ta
mãi mãi bình an. Thế gian tạm bợ ta chẳng luyến. Vâng, thế gian này chỉ là tạm bợ, ta lưu luyến mà làm chi? Dân lợi hèn sang ta chẳng màng. Vâng, dân lợi hèn sang cũng chỉ là tạm thời, ta chẳng màng mà làm chi? Dù ta phú quý hay cơ hàn, nhiều tiền lắm bạc ở thế gian, cũng như mây gió trôi bèo nước, tâm sống an nhàn thoáng lạc quan. Vâng, đấy là những vần thơ Kiếp Lệ Nhân Sinh, thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, mang tính giáo hóa chúng sinh bằng Hoằng Pháp A Di Đà Phật, gửi đến quý hữu duyên trong nước và quốc tế. Khi nghe những vần thơ này, để chúng ta giác ngộ được con đường chân tu ở phía trước và những giá trị thực sự ở trần gian này, để chúng ta có một tâm hồn bình an, một sức khỏe hết sức an lạc và một trí tuệ uyên bác, cũng như một tâm can bền bỉ và vui tươi. Hãy sống một cuộc đời an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.